Bây giờ thì nhạc hiệu quen thuộc của điểm báo đã vang lên và lúc chúng tôi sẽ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin đáng chú ý mà ban biên tập cũng đã lựa chọn để gửi tới tất cả quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 đã được phê duyệt với mục tiêu phần đầu đến năm 2030. Tổng số căn hộ tại các địa phương hoàn thành khoảng 1 triệu 062.200 căn. Tuy nhiên, với thực tế hiện nay thì đây thực sự là một thách thức rất lớn. Vấn đề này được đề cập trong bài viết Khoảng cách khá xa trên trang 4 của Báo Đại biểu Nhân dân số ra ngày hôm nay. Cụ thể, giao cản đầu tiên đó là việc quy hoạch bố trí quỹ đất, xác định diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có nhiều bất cập, chưa phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị cũng như chương trình kế hoạch phát triển nhà ở, điều kiện kinh tế địa lý của từng vùng miền địa phương và nhu cầu nhà ở thực tế của người dân. Tiếp đó là luật nhà ở, hiện chưa có quy định cho phép tổ chức kinh tế nước ngoài, quỹ đầu tư phát triển địa phương tham gia làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội. Bên cạnh đó thì còn có các cái rào cản khác như là quy định dành tỷ lệ tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội để cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội và chủ đầu tư chỉ được bán sau 5 năm đưa vào sử dụng dẫn đến tình trạng quỹ nhà ở xã hội để cho thuê còn trống, lãng phí. Trong khi đó, chủ đầu tư không bán được dẫn đến không thu hồi vốn. Đáp ứng nhu cầu nhờ xã hội, nhờ cho công nhân là một đòi hỏi chính đáng. Tuy nhiên, giữa thực tế thực hiện và mục tiêu yêu cầu khoảng cách còn khá xa. Vậy nên, vấn đề tiên quyết, ngoài việc phải xác định được các rào cản, phải có những giải pháp tháo gỡ kịp thời và hiệu quả. Đặc biệt, như ý kiến của một đại biểu quốc hội, thì để phát triển nhà ở xã hội đạt yêu cầu, cần định hình rõ chính sách, hỗ trợ đúng đối tượng, hạn chế tối đa việc trục lợi chính sách. Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 5, phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội và bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết, Việt Nam có thể yên tâm công bố hết COVID-19 bởi đã hội tụ các yếu tố cần thiết. Việc công bố hết dịch có ý nghĩa rất quan trọng để đất nước chuyển trạng thái dồn nguồn lực phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Trong những điều kiện để công bố hết dịch, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu nêu rõ, toàn quốc hầu như không còn bệnh nhân tử vong do COVID-19, những ca tử vong chủ yếu do bệnh nền nặng có dương tính COVID-19, điều đó cho thấy dù COVID-19 vẫn còn lây nhiễm trong cộng đồng nhưng không còn gây nguy hiểm đến tính mạng người dân, không còn nguy cơ gây tử vong cao. Như vậy chúng ta có thể coi COVID-19 như nhiều bệnh truyền nhiễm thông thường khác. Điều kiện thứ hai, Việt Nam đã đạt được tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cao trên diện rộng. Toàn quốc đã tiêm được hơn 266 triệu liều, Điều kiện thứ ba, tình hình COVID-19 trên thế giới đã ổn định. Đầu tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đại dịch COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Đây là ba điều kiện cơ bản và cần thiết để Việt Nam chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A các bệnh đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng, tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân sang nhóm B, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh, có thể gây tử vong và công bố hết dịch bệnh. Mới đây thì Bộ Giáo dục đào tạo cũng đã vừa công bố dự thảo thông tư quy định chuẩn cơ sở giáo dục đại học, trong đó thì có rất nhiều những tiêu chí mới. Chuẩn này được sử dụng làm cơ sở để xem xét, thẩm định và giám sát những cái điều kiện cho phép hoạt động, đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo đối với các trường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về nội dung này. Trao đổi với tuổi trẻ về dự thảo này, lãnh đạo nhiều trường đại học nhận định nhiều tiêu chuẩn với tiêu chí không phù hợp nếu áp dụng thì khó có thể có những cái trường đạt mục tiêu này. Cụ thể, tiêu chuẩn giảng viên có trình độ tiến sĩ tính trên số giảng viên toàn thời gian đạt trên 20% và từ năm 2025 đạt trên 25%, đối với trường không đào tạo tiến sĩ, trên 10% với các trường chuyên ngành đặc thù, đạt trên 40% và từ năm 2025 đạt trên 50%, đối với trường có đào tạo tiến sĩ, trên 20% với các trường chuyên sâu nghệ thuật hoặc thể dục thể thao có đào tạo tiến sĩ. Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang đề nghị giảm tỷ lệ ở tiêu chí giảng viên là tiến sĩ đạt trên 25% và từ năm 2025 đạt trên 30% đối với trường có đào tạo chiến sĩ. Đồng thời, ông Tuấn cũng kiến nghị về tiêu chuẩn điều kiện dạy cần xem xét lại tiêu chí diện tích đất trên một sinh viên chính quy không nhỏ hơn 25m2 hoặc bỏ tiêu chí này vì không khả thi. Cũng không nên quy định về số máy tính cá nhân vì hiện tại sinh viên chủ yếu có các thiết bị thông minh như là laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh để phục vụ học tập. Tương tự, phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kết thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng việc nhiều tiêu chuẩn trong dự thảo không còn phù hợp. Ví dụ, trong thời đại số, một giảng viên có thể dạy online 10.000 sinh viên cùng lúc nhiều trường. Nếu còn quy định tỷ lệ sinh viên trên giảng viên là lạc hậu vì sinh viên giờ tự học và học nhóm là chính. Thưa quý vị, để phù hợp với thời đại mới về phương thức học mới cũng như là đảm bảo điều kiện học tập và phát triển tốt nhất cho học sinh sinh viên thì chúng ta cũng đang có những cái sự điều chỉnh trong việc dạy và học. Và song song với đó thì cũng thể thấy rằng là thế hệ trẻ với các bạn học sinh sinh viên cũng đang theo rất là nhiều những cái vấn đề hay là xu hướng mới hiện nay và đôi khi sẽ có những vấn đề có thể gây ảnh hưởng vào hệ lụy nếu như mà chúng ta không có những cái nghiên cứu định hướng và những luật phù hợp. Và chuyên đề chính trong số ra của báo pháp luật Việt Nam tuần này là về thuốc lá thế mới và hệ lụy và trong đó thì có bài viết đáng chú ý ưu tiên thí điểm nhập khẩu lưu thông sản phẩm thuốc lá thế hệ mới nên hay không theo đó, trong những năm gần đây, thì các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới xuất hiện trên toàn thế giới với hai dòng sản phẩm chính là thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng. Bộ Công Thương mới đây đề xuất cho phép thí điểm nhập khẩu lưu thông thuốc lá làm nóng như một sản phẩm thuốc lá trong thời gian 2 năm. Nên để, nếu như đề xuất được thông qua, đây sẽ là sản phẩm thuốc lá thế mới đầu tiên được chính thức lưu thông tại Việt Nam. Tuy nhiên, đề xuất này đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều bởi thực tế tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Kinh tế Thuốc lá, đơn vị duy nhất đủ năng lực kiểm nghiệm thuốc lá điếu thế hệ mới chỉ bắt đầu tìm hiểu được một số chất nhất định trong dòng thuốc lá thế hệ mới và chưa nghiên cứu về yếu tố công nghệ. Sau đó, việc nghiên cứu tác động của sản phẩm đến sức khỏe người dùng và xã hội Việt Nam, bao gồm các nhà sản xuất, các đối tượng khác chịu tác động, là điều cần thiết trước khi đưa sản phẩm thuốc lá thế hệ mới vào thí điểm. Đồng thời, cần có những báo cáo nghiên cứu, đánh giá tại các nước đã luật hóa sản phẩm này trước khi áp dụng cho Việt Nam. Khi mà mùa du lịch đến thì chúng ta lại hay nói với nhau về vấn đề chặt chém, chụp giật khách vẫn tái diễn. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là cái tình trạng ăn sổi theo mùa vụ nhiều điểm đến là lý do chính khiến du khách không còn hào hứng để quay trở lại trong những cái dịp du lịch tiếp theo. Mặt khác những cái hạn chế sản phẩm du lịch hay là sự rời rạc trong cái chuỗi cung ứng dịch vụ, sức hấp dẫn của điểm đến chưa cao khiến du lịch Việt mãi cứ y ạch. Vậy cần làm gì để khắc phục điểm yếu du lịch? chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với bài báo ngay sau đây à, thưa quý vị có nhiều ý kiến cho rằng à, nhiều nguyên nhân trong số này là hệ quả của tư duy mùa vụ ăn rồi thay vì nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài các bên liên quan tới điểm đến đều tranh thủ tận thu hàng không thì tăng giá vé khách sạn thì tăng phí dịch vụ à, taxi chủ nhà cũng nhân dịp này chặt chém du khách đây cũng là những cái nguyên nhân khiến cho du lịch việt đi trước về sau do đó cần nhìn thẳng vào sự thật bởi chặt chém là một biểu hiện của cách làm du lịch thiếu chuyên nghiệp, những vụ việc xảy ra ở một số địa phương làm xấu đi hình ảnh của du lịch quốc gia, khiến du lịch mãi y ạch. Làm gì để khắc phục điểm yếu của du lịch? Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long Trần Hữu Hiệp, đây là một bài toán phải giải quyết từ việc thay đổi tư duy, nhận thức của người làm du lịch. Vấn đề này cần thời gian và sự trả giá. Ở góc nhìn rộng hơn, theo nhiều chuyên gia thì chúng ta phải thay đổi cách làm để du lịch hấp dẫn hơn bằng cách làm mới sản phẩm du lịch, các tour tuyến điểm đến hấp dẫn nhưng lâu dài là tập trung tháo điểm nghẽn hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch chứ không chỉ dựa vào tính theo mùa vụ hay là khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên mà thiếu đi sự đầu tư, tôn tạo và phát huy tương xứng